theo các đơn vị bộ binh là đoàn cơ giới. Oh,
thư, hôm nay lời phát biểu của hội trưởng thiếu sinh quân Iowa, diễn văn của ban tổ chức, phát biểu của tổng hội trưởng cựu thiếu sinh quân Việt Nam Cộng Hòa, tường trình sinh hoạt của các hội cựu thiếu sinh quân tại địa phương, tin đặc biệt. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ trưa để dùng cơm trưa. Sau khi dùng cơm trưa xong, vô tới kết thúc chương trình là tới về phần thảo luận về tổng hội, về tờ đặc san Bắc Đẩu. Sau đó là bầu tân tổng hội trưởng của nhiệm kỳ 2002. Tiếp đó là lễ trao quân kỳ thiếu sinh quân cho tân tổng hội trưởng, lời phát biểu của tân tổng hội trưởng và lời phát biểu của niên trưởng chủ đoàn. Đó là chương trình đại hội sáng hôm nay, và chương trình sẽ chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều. Sau đó thì sẽ tới chương trình đại hội dạ tiệc để mừng đại hội hôm nay. Để chuẩn bị bắt đầu với hội thảo hôm nay, thank you.
mời quý vị an tọa. Thank you.
Ladies and gentlemen. Con tên là Nguyễn Minh Tuấn, con trai lớn của cựu thí sinh quân Nguyễn Minh Châu. My name is Nguyễn Minh Tuấn, the eldest son of Mr. and Mrs. Nguyễn Minh Châu, who is a former graduate candidate of the National Junior Military Academy at JMA in Vietnam. Từ thuở thơ ấu cho đến nay, đang bước vào ngưỡng cửa đại học, con đã được cha mẹ, quý bác quý chú nói cho nghe về truyền thống của thiếu sinh quân. Since the time I was a little child until now as a university freshman, I have learned a great deal of famous tradition and reputation of NJMA from my parents, as well as those respective uncles who are also NJMA graduates. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của đại hội, con rất lấy làm sung sướng và hãnh diện được thấy mặt thế hệ thiếu sinh quân thứ hai lên đây phát biểu cảm tưởng. In this ceremony of the 12th unification and election, I emotionally feel happy and proud to be a representative of the second generation of the former NJMA graduate to address in front of you. Trước tiên, con xin trân trọng kính chào quý bác, quý cô chú và quý vị quan khách đã không quản ngại đường xa và thời gian quý báu để về tham dự đại hội cựu thí sinh quân lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Des Moines thuộc tiểu bang Iowa. Sự hiện diện của quý vị là một niềm khích lệ và vinh dự lớn lao đối với thế hệ thiếu sinh quân thứ hai của chúng con. First of all, I would like to welcome you and express my sincere thanks for your present talent from all over the world and time devoted for this unforgettable event. We feel honored and encouraged because of you, your dedication and participation. Được vinh dự mặc bộ quân phục của thiếu sinh quân ngày hôm nay, con cảm thấy rất sung sướng và xúc động. Vì con biết trước đây, quý bác, quý chú cũng đã từng khoác bộ quân phục này với niềm tự hào truyền thống. In this traditional NJMA uniform, I feel lightheaded and my mind is filled with great emotion. I know that all of you once wore this uniform with great proud and honor. Con cũng xin được kính cẩn tự nhớ đến quý bác, quý chú đã vì quốc quân thân. Also, I'd like to pay homage to the soul of those sacrificed NJMA graduates. Từ khi con bắt đầu hiểu biết đến nay, con đã được nghe nhiều lời ca tụng về trường thiếu sinh quân. Trường thiếu sinh quân là một trong những quân trường nhỏ nhất và cũng đặc biệt nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có rất nhiều bác, nhiều chú đã xuất từ trường này trở thành những vị tướng lãnh tài ba, những cấp chỉ huy ưu tú, những chiến sĩ anh dũng quả cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Since my childhood, I've heard NJMA is the most special military training center of the former Vietnamese Armed Forces, whose graduates become famous generals, talented military leaders, or heroic soldiers. Nhưng niềm xúc động lớn nhất của con là khi được đọc bài Cuộc chiến uy hùng của thiếu sinh quân, hay là bài Quốc ca hát trên đất nước ngày cuối cùng, được đăng trên nhiều tờ báo tại hải ngoại cũng như được nhiều người nhắc đến. The most emotional moment always filled my heart when I reviewed an article of the legendary final combat of NJMA candidates against the communist invasion. Another title of this story is The Last Salute of the Vietnamese Anthem and the Flag on the Final Day. This story was published in many magazines and has been recalled quite often by many survivors, including military personnel, civilians, former news reporters, and even communist military leaders who were present at the time. Đó là trận đánh cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Vũng Tàu do các chú thiếu sinh quân tuổi từ 12 đến 17. Còn nhỏ tuổi hơn con bây giờ, đã anh dũng giao tranh với quân thù Cộng sản, có một lực lượng đông gấp hàng chục lần với chiến xạ và hỏa lực nặng. Being seized by more than 10,000 enemies of the communist forces who were armed with heavy T-54 tanks, 125mm rocket and accurate ammunition, some hundreds of the NJMA cadets who were from 12 to 17 year olds of age fought back bravely in vain. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn đồng bào, ký giả và phóng viên ngoại quốc, các chú đã ghi thêm vào trang sử một chiến công lẫy lừng với một trận đánh đầy huyền thoại. Các chú đã để lại thế hệ tuổi trẻ hôm nay của chúng con một bài học vô cùng quý giá, đó là tinh thần bất khuất và lòng yêu nước nhiệt thành. At the end of the heroic scenario, the leader of the communist forces paid homage to themselves and brave NJMA cadets by negotiating and agreeing that the flag and the anthem of the Republic of Vietnamese be saluted the last time, right on the combating field. The legendary heroic combat is never faded in history, which would witness by hundreds of thousands of people and gain a great deal of respect from both sides, as well as civilians and reporters from Western countries.
As a second generation, we learn every aspect of this extreme. Precious lesson on patriotism from those NJMA heroes. Theo truyền thống của ông cha, con đã tự nguyện tham gia chương trình RTC US Marine trong thời gian con theo học trung học tại Mỹ. Following our tradition, I have been voluntary to participate in the Marine ROTC program. Con mong ước thiếu sinh quân thế hệ thứ hai của chúng con sẽ được quý bác, quý chú hướng dẫn và dìu dắt để biết được tuổi trẻ hôm nay sẽ phải làm gì, đóng góp gì cho đất nước. On behalf of the second generation, I solemnly promise that we wish that our generation and the former NJMA graduate will receive encouragement, significant advice, and direction from you so we know exactly what to do for our country. Con xin phép thay mặt cho thế hệ thiếu sinh quân thứ hai tại hải ngoại, chân thành hứa với quý bác, quý chú, chúng con sẽ đem hết trí tuệ và khả năng để học hỏi, trao dồi đạo đức và văn hóa để không phụ lòng tin yêu và trông đợi của quý bác, quý chú. Chúng con sẽ hết sức cố gắng tiếp tục làm những công việc mà quý bác, quý chú đã làm và dang dở. On behalf of the second generation, I solemnly promise that we will try very hard with our best to achieve an excellent education, improve ourselves morally, never take freedom for granted, and be willing to complete our goals in reconstruction of our homeland, which are willingly interrupted by the political upheaval in our countries. Cuối cùng, con xin chân thành cảm ơn quý bác, quý chú và quý vị quan khách. Con xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và an lành. Con xin kính chúc Đại hội Thiếu sinh quân lần thứ 12 được thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào quý vị. Finally, please accept my sincere thanks for your attention and being with us today. Along with my best wishes for good luck and good health, I wish success in every task of the 12th unification election in Des Moines, Iowa. Thank you. Đại diện cho các bác và các chú cựu thiếu sinh quân, bài viết của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng đã hay, nhưng mà những lời nói của các cháu làm cho các bác các chú rất là cảm động. Câu cuối cùng của cháu là các cháu là tiếp tục đi cái con đường làm những việc mà các bác các chú còn đang làm giả. Đó là cái mà các cháu đã đưa tất cả cái danh dự của thiếu sinh quân, tự nhận lãnh trách nhiệm của mình để đối bước các bác các chú. Đại diện chú xin cảm ơn các cháu rất nhiều và hy vọng rằng là những lời nói của các cháu sẽ biến thành sự thực trong mai sau.